xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 25 tháng 7 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp, cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp này được công nhận và đáp trả bằng những kế hoạch đáng tự hào. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên mạnh dạn thử sức mình ở những lĩnh vực mới để khám phá tiềm năng. Tình cảm Vận trình tình cảm rạn nứt trong thấy chuyện tình yêu lửa đôi chứa đựng nhiều nỗi lo toan vì mâu thuẫn. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung nên xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện sớm muộn. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến từ các khoản thu nghe tay trái được cải thiện đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước cẩn trọng quyết định vội quan trống quánh dễ gây hối hận về sau tuổi giáp tý đừng sợ người khác sống lỗi với mình tuổi bính tý không thể giải quyết khó khăn trong một thời gian ngắn tuổi mậu tý cố gắng không để xảy ra bất hòa trong gia đình. Tuổi canh tí, tốn nhiều thời gian để giải quyết các rắc rối. Tuổi nhầm tí, suy nghĩ nhiều chỉ làm khổ bản thân. Con số may mắn số 32, số 4, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc phần trình công việc của người tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Quý nhân giúp đỡ tận tình, những người làm kinh doanh dễ dàng mở rộng quy mô làm ăn, tìm kiếm bạn hàng. Cơ hội thăng tiễn trước mắt, chỉ đợi con giáp này nhanh tay nắm bắt. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút xảo trộn, người đã lập gia đình phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc hiện tại. Tình cảm đã lâu không được phùng đắp chia sẻ nên bắt đầu có dấu hiệu lạnh nhạt và xa cách tài chính vận trình tài lộc tăng tiến nguồn thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng cao đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực buôn bán cẩn trọng cần tiết kiệm để có khoản dư dùng trong những trường hợp cấp bách tuổi ất sửu công việc có phần khởi sắc hơn trước tuổi đinh sửu đề phòng tiểu nhân gây rắc rối và hạ bệ tuổi kẻ xấu đừng quan tâm tới lời bàn tán của thiên hạ tuổi tân sửu cuộc đời còn dài nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân tuổi quỷ sửu đôi lúc cần lắng nghe mong muốn thật sự của con tim con số may mắn số 2, số 4, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi tý ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra tốt xấu đang xen. Công việc bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời đồn đoán vô căn cứ. Uy tín, danh dự của con giáp này theo đó cũng bị ảnh hưởng. Bạn mệnh nên tập trung vào việc mình làm, tìm cách chứng minh bản thân không liên quan đến thị phi đó. Tình cảm, vận trình tình cảm thay đổi tích cực, tử vi ngày hôm nay bảo hiệu có những khởi sắc rõ rệt trong mối quan hệ tình cảm của con giáp này và nửa kia hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày tràn ngập cảm xúc yêu thương dành cho người, người sinh vào năm tuổi dân tài chính vận trình ta lọc bất ổn bản mệnh may mắn khi liên tục nhận được những khoản tiền bất ngờ mà người khác mang tới hoặc lọc ăn uống chẳng hạn cẩn trọng đau hoa dữ dễ rây rắc rối cho những người đã lập gia đình tuổi giáp dân sẽ không ai quan tâm bạn nỗ lực như thế nào Tuổi bính dân, gục ngã toàn tự thân vận động đứng dậy. Tuổi màu dân, người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Tuổi canh dân, sống tốt phần của mình là đủ rồi. Tuổi nhâm dân, nên tỉnh táo sản xuất trong mọi tình huống. Con số may mắn số 21, số 9, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không khó. Nhờ có quý nhân soi đường dẫn lỗi nên những người tuổi này giải quyết được khá nhiều vấn đề tồn động trước đó. Lại có thêm cơ hội để phát huy năng lực của bản thân nên người tuổi mão liên tục nhận được lời khen, sự công nhận từ mọi người. Tình cảm vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn dù là người độc thân hay người đã lập gia đình những cảm nhận được sự yêu thương che chở từ những người thân yêu bản mệnh ý thức được tầm quan trọng của mình nên dù có bận rộn ra sao cũng cố gắng về nhà sớm tài chính vận trình tài lộc tăng tiến nhờ có các quyết định tài chính sản xuất mà con giáp này thu về tài số tiền kha khá cẩn trọng nên tập trung vào việc duy trì và giữ gìn các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tuổi Ất Mão không có thời gian buôn chuyện phím. Tuổi Đinh Mão đề phòng các rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra. Tuổi Kỷ Mão tranh thủ lúc còn trẻ chơi nhiều vào phải trải nghiệm đi. Tuổi Tân Mão an tâm rồi sự bực bội và lo lắng không còn nữa. Tuổi Quỷ Mão tránh đặt niềm tin cho người khác. Con số may mắn số 10, số 2, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc Vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà con giáp này có thể tiến bước con đường công danh một cách rộng mở vô cùng các kế hoạch của con giáp này liên tục được hoàn thành đúng hạn, kết quả thì vượt ngoài mong đợi. Tình cảm, vận trình tình cảm tồn tại mâu thuẫn, hiểu lầm, cãi vã là chuyện thường thấy trong bất cứ tình yêu nào. Nhưng để vượt qua được giai đoạn đó thì đòi hỏi những người trong cuộc sự nhẫn nhịn, bình tĩnh và bao dung nhất định. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, thu nhập chủ yếu từ công việc phụ Người làm công ăn lương không phải lo lắng quá nhiều tới vấn đề chi tiêu trong ngày. Cẩn trọng, chưa có được những mối quan hệ thật sự lành mạnh. Tuổi giáp thân, chẳng sợ gì, chỉ sợ thiếu tiền. Tuổi bính thân, cố gắng tiến hành kế hoạch theo dự tính. Tuổi mậu thân, đủ giàu cỏ để đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Tuổi canh thân, cần tận dụng các lợi thế trước mắt tuổi nhâm thìn đừng hơn thua với người thân trong nhà con số may mắn số 25 số 1 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng nhờ có quý nhân nâng đỡ mà còn giáp này thể hiện tốt tinh thần hăng say phấn khởi của mình trong quá trình chinh phục mục tiêu đã đặt ra Thêm nữa, con giáp này còn nhận được sự giúp sức tương đương khi gặp khó khăn. Tình cảm, vận trình tình cảm, rực sáng thăng hoa nhờ sự may mỏi của người thân, bạn bè mà người độc thân nhanh chóng tìm được ý chung nhân. Cả hai đã có sự rung động mãnh liệt và thương nhớ khôn nguôi chỉ trong một cuộc gặp mặt đầu tiên. Tài chính, vận trình tài lộc hanh thông, nguồn thu nhập được nâng cao đem lại cho người tuổi này cuộc sống thoải mái và có phần dư giả. Cẩn trọng, dễ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền quỹ giả vì sự lơ là bất cẩn. Tuổi ất tỵ, bây giờ bạn đang cảm thấy bất an. Tuổi đinh tỵ, tiểu nhân phá hoại dễ gây rắc rối. Tuổi kỷ tỵ, đưa ra quyết định thiếu sáng suốt vì vội vàng. Tuổi thân tỵ, đêm ngủ không ngon do ban ngày ít hoạt động. Tuổi quỷ tỵ không nên nổi nóng với người thân. Con số may mắn số 24, số 9, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận. Người tuổi này bắt đầu sinh ra cảm giác chán nản với công việc đang làm. Còn giáp này có thể tạm gác mọi việc lại để tìm cho mình nguồn cảm hứng mới và đừng quên chuẩn bị thật tốt trước khi muốn quay trở lại với công việc tình cảm vẫn trình tình cảm trở nên khởi sắc tình yêu thăng hoa và nồng nàn đem lại cho những người trong cuộc cảm giác tuyệt vời mà trước nay chưa từng có người độc thân cũng mở lòng hơn trước các mối quan hệ xung quanh tài chính Vận trình tài lộc bình ổn, mặc dù công việc gặp khó nhưng nhờ khả năng quản lý chi tiêu khoa học mà có thể thoải mái tiêu xài. Cẩn trọng, tính cách nóng nảy, bợp chợp rất cần phải sửa đổi sớm. Tuổi giáp ngọ, nỗ lực mỗi ngày vì không có người chống lưng. Tuổi bính ngọ, không nên bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của người khác. Tuổi mậu ngọ, gặp chuyện tiêu cực nên nhờ người thân giúp đỡ. Tuổi canh ngọ, còn nghĩ nhiều tới chuyện nhỏ nhặt. Tuổi nhầm ngọ nên để ý tới hoạt động của con cháu trong nhà. Con số may mắn số 8, số 31, màu sắc may mắn màu hồng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc, Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, may mắn ngập tràn từ cơ hội mở rộng quan hệ xã giao cho tới cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Các kế hoạch của người tuổi này diễn ra như đúng quỹ đạo tính từ trước và bước đầu thu gặt được thành quả vượt ngoài mong đợi. Tình cảm, vận trình tình cảm như ý viên mãn tình cảm gia đình hài hòa, ấm êm tiếp cho động lực còn nhấp này khi phải đối diện với những áp lực trong cuộc sống người độc thân có niềm tin hơn vào chuyện tình yêu và cũng đã sẵn sàng để đón nhận những mối quan hệ mới tài chính vận trình ta lọc vô cùng rực rỡ may mắn đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định bản mệnh biết cách đầu tư để sinh lời một cách dễ dàng cẩn trọng chủ quan bảo thủ nên không chịu tiếp thu ý kiến từ người khác tuổi ất mùi bạn nỗ lực thế nào chỉ mình bạn biết tội đình mùi người không tốt thì không nên tiếc tội kỷ mùi không biết cách bày tỏ tình cảm của mình tội tân mùi cần nỗ lực hơn và biết nắm bắt thời cơ tội quý mùi tình người quá vội cũng cần phải sửa đổi con số may mắn số 4 số 8 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không được dễ dàng có quá nhiều khó khăn ập đớn khiến cho con nhấp này tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi bản mệnh nên tìm đến sự giúp đỡ của những người xung quanh hoặc tạm gác công việc một thời gian sẽ tốt hơn vào lúc này tình cảm vận trình tình cảm khó được như mong đợi, tử vi ngày hôm nay cho biết con giáp này đang chịu áp lực nặng nề từ phía gia đình, mối quan hệ tình cảm của bản mệnh và nửa kia chẳng nhận được bất cứ sự ủng hộ, tán thành nào từ ai. Tài chính, vận trình tài lộc lên xuống thất thường, bản mệnh chưa biết cách quản lý túi tiền một cách khéo léo, nên khó tránh khỏi những phát sinh ngoài ý muốn. Cẩn trọng tình hình sức khỏe đi xuống do ảnh hưởng của ngũ hành tiêu hao tuổi giáp thân mất quá nhiều thời gian để lo lắng tội bính thân tranh cãi gay gắt với đồng nghiệp cấp trên tuổi mậu thân bạn quá để ý tới lời nói của người khác tuổi canh thân thay vì lo lắng hãy nghĩ đến những điều tích cực tuổi nhâm thân người độc thân khó mở lòng nên bỏ lỡ yêu thương con số may mắn số 4, số 8, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Tử vi ngày hôm nay cho biết có nhiều dấu hiệu cãi vã xung đột trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Ngoài ra, người tuổi này không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, không giữ được sự bình tĩnh để đưa ra những đánh giá khách quan nhất tình cảm vận trình tình cảm bắt đầu kém sắc hình như con nhấp này không tìm được tiếng nói chung với người bạn đời của mình thêm là những tác động ngoại cảnh dễ khiến cho bản mệnh và nửa kia nảy sinh nhiều hiểu lầm ngoài ý muốn tài chính vận trình tài lộc nhìn chung không quá khởi sắc nhưng đủ để con nhấp này trang trải cho sinh hoạt trong ngày cẩn trọng lời nói thẳng thẳng dễ gây mất lòng người khác tội ất dậu cố gắng gìn giữ sức khỏe trong thời gian này. Tuổi đinh dầu, khó trở tay và ứng biến kịp thời. Tuổi kỷ dầu, đôi khi im lặng lại là một chuyện tốt. Tuổi tân dầu, tránh để lòng tham che mờ mắt. Tuổi quý dầu, bạn không chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Con số may mắn số 11, số 7, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Phần trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Nhờ quý nhân giúp sức nên công việc làm ăn của con giáp này đều thuận bường xuôi gió. Cách thể hiện tài tình trong quá trình làm việc giúp cho con giáp này nhận được vô số lời khen từ cấp trên. Cơ hội thăng tiến nhờ đó cũng được mở rộng hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm bắt đầu thăng hoa, các cặp đôi đang bước vào giai đoạn ngọt ngào lãng mạn với sự kết hợp ăn ý từ suy nghĩ cho tới tâm hồn. Dù đã quen lâu hay chưa thì cả hai vẫn dành cho nhau những cảm xúc giản dị, chân thành và tự nhiên nhất. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, nhờ nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng, ngừng không ngừng giúp cho con giáp này cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng không nên chỉ biết nghĩ cho cảm xúc cá nhân. Tôi giáp tuất rất nhiều người vươn lên từ trong hoàn cảnh bể tắc. Tôi bính tuất thời gian trôi qua quá nhanh, hết ngày mà chưa làm hết việc. Tôi mậu tuất lúc nào cũng đau bù tóc rối, lo đủ thứ chuyện. Tôi canh tuất không gì tốt hơn tự tạo niềm tin cho những người xung quanh. Tôi nhầm tuất đừng tin lời người ngoài nói gì. Con số may mắn số 1, số 4, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi dần. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Tử vi ngày hôm nay cho thấy nhờ có các tin che chở mà mọi kế hoạch của con dắp này đều được tiến hành trôi chảy vốn kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt giúp bản mệnh có thể hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Tình cảm, vận trình tình cảm ít nhiều thay đổi, những tưởng đã có được tình yêu trong tay nhưng phút chốc lại hóa hư vô. Gặp nhau là duyên số nhưng để duy trì tình cảm được lâu dài hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác tài chính, vận trình tài lộc không tệ bên cạnh nguồn thu chính con giáp này còn có thêm thu nhập từ các nghề tài trái cẩn trọng thiếu khéo léo trong cư xử với nửa kia không được lòng nhiều người Tội ất hại sống kiểu gì cũng không vừa lòng người khác Tội đinh hại có kẻ cố tình bảo bàn giả tạo khó ưa Tội kỷ hại cố giữ tỉnh táo để duy trì những quyết định sản xuất. tội tân hại nên để ý đến người trẻ tuổi trong nhà. Tuổi quỷ hại, đổ vỡ trong chuyện tình cảm khiến bản thân buồn phiền. Con số may mắn số 7, số 21, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi sổ.